Câu chuyện tiền thân Đức Phật xả thân để cứu mẹ con cọp đói đấy. Ngài là thái tử cùng với vua cha, cùng với mấy anh em hoàng tử vào trong rừng đi chơi, thì bỗng nhìn xuống một cái vực thẳm, thấy một con hổ với bốn con đó rơi xuống vực. Hổ mẹ, bốn con hổ con rơi xuống vực, thấp thỏm sắp chết. Ngài thương quá, Ngài bảo bây giờ ai mà cứu được những con hổ này? Thì mấy ông em cũng hoàng tử mà không hề cứu được đâu. Bảo thế con hổ nó ăn gì? Bảo nó phải ăn thịt. Thế thì bây giờ làm thế nào? Thế thì mấy người em bảo thôi anh ạ, không cứu nó được, thôi cứ đi thôi, bỏ đi. Thế nhưng thái tử đi một đoạn rồi thái tử quay lại, nghĩ rằng mình sẽ bố thí cho mẹ con hổ này bằng cái thân của mình. Cái thân này trước sau nó cũng chết, mà lại không làm được công đức gì nếu không có tu tập. Thứ hai là mình bố thí cho con mẹ con hổ này, nó cũng là một cái gương hành cho mọi người thấy được cái sự hy sinh, thấy được cái sự xả ly, không đắm chấp cái thân xác. Tức là Ngài tư duy quán chiếu rất nhiều, và sau đó là Ngài tự gieo mình xuống cái vực đấy. Đấy, đại chúng thấy. Mà gieo xuống Ngài đã chết đâu? Không chết. Mà con hổ thì nó cũng đói quá, nó cũng không thể ra để mà tự ăn thịt Ngài được. Thế thì Ngài nghĩ cách, lại nghĩ cách tiếp. Nhìn quanh nhìn quất ở đấy thì thấy có mấy cái cây nứa ở đấy, nứa. Thế Ngài mới kéo một cành nứa ra để tự cắt tay mình, tự cắt máu của mình ra, để máu chảy ra cho con hổ nó liếm, nó ăn được, để nó có sức. Có sức xong rồi nó mới đến ăn thịt mình. Đấy, chúng ta thấy cái hành vi bố thí như vậy quả thật, nghe nói mình đã thấy không có phải là người bình thường làm được. Bản thân Thầy lúc trước mới học Phật Pháp cũng ngờ ngợ những cái chuyện này, không biết có phải thật không. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mình tu tập thật sự rồi, cái lòng từ của mình thật sự nó sinh ra rồi á, thì mới thấy đây là việc thật. Các vị Bồ Tát làm như thế thật đấy. Thấy chúng sinh khổ là cứu khổ ngay. Bây giờ năm mẹ con nó sắp chết, nó đang đói sắp chết, cứu ngay nó là cái việc cần thiết quan trọng trước mắt đấy. Và thưa đại chúng, trong các cái công hạnh ba la mật của một vị Bồ Tát thì có cái bố thí ba la mật. Đại chúng thấy bỏ những cái ngoài mình vẫn còn bỏ được, bỏ tiền, bỏ của, cho đến bỏ vợ, bỏ con vẫn bỏ được. Báo chứ phải là khó nhất. Sau đó bỏ đến chi phần thân thể của mình, bỏ tay, bỏ chân, bỏ mắt là rất khó rồi đấy. Và cái khó nhất là bỏ đến thân mạng mình nữa, sẵn sàng hy sinh thân mạng mình để vì chúng sinh. Cái đấy là khó nhất, lớn nhất đấy. Cho nên trong cái ba la mật này thì cái ba la mật đó là ba la mật cao thượng, tối thượng. Thế mà trong cái lộ trình hành Bồ Tát Đạo thì tất cả các vị Bồ Tát đều phải trải qua cái việc này hết. Và tại sao phải trải qua? Trải qua như vậy mới có thể khẳng định với chúng sinh rằng tôi sẵn sàng hy sinh cả thân mạng này vì chúng sinh. Chứ lúc ấy vẫn còn tính toán, ôi rồi tôi vẫn phải giữ cái thân này, thì chưa phải là thật sự vô ngã vị tha hoàn toàn được. Trên cái bước đường chúng ta thành Phật, sẽ có một ngày, sẽ có ít nhất là một lần phải xả thân mạng như vậy đấy, thưa đại chúng. Còn Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca không phải một lần đâu, nhiều lần. Và như vậy đại chúng mới thấy cái việc xả thân ấy nó đã trở thành một bài học rất là cao quý cho muôn vàn thế hệ về sau. Đấy mới xứng nghĩa là Bồ Tát. Bồ Tát là sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mình cho chúng sinh, chứ không phải là tính toán thiệt hơn đâu. Thấy chúng sinh khổ là cứu khổ. Và đấy trở thành tấm gương, thưa đại chúng. Cái lòng từ của Bồ Tát là nó phải hành động tức khắc. Thấy nó sắp chết rồi ở đấy mà mình có thể cứu được nó, lại bảo ô thôi, để tôi về cung, tôi lên ngôi, tôi cứu nhiều người. Cái đấy không phải lòng từ Bồ Tát. Đại chúng hiểu không? Cái đấy không phải là lòng từ thật. Còn những cái sự tính toán như thế chưa phải lòng từ thật. Mà trước mắt mình nó đang khổ là phải cứu khổ. Đấy, thưa đại chúng, học từ cái bài học này chúng ta có những cái hành xử sau này. Cái bài học gọi là
việc gì là quan trọng nhất đấy? Cái việc ngay bây giờ đây, ngay trước mắt mình đây này, đang xảy ra đây này, là quan trọng nhất đấy, là cần phải xử lý ngay đấy. Và lòng từ của Bồ Tát là như vậy. Và bài học đó trở thành một bài học vô giá cho muôn thế hệ, để thấy được một vị Bồ Tát chân thật là phải như vậy, phải sẵn sàng xả thân vì chúng sinh. Vì chúng sinh. Đó. Chứ lúc ấy còn tính toán cái gì, lại bảo thôi giữ thân này để tôi làm việc khác. Đâu phải vì chúng sinh, lòng từ không cho phép mình. Đấy, cho nên cái việc ấy của Bồ Tát hoàn toàn xuất phát từ cái lòng từ ba la mật mà sinh ra. Đó. Và thưa đại chúng, sự thật đấy, nếu tu tập chân thật, đến lúc thấy chúng sinh như vậy, nó cái lòng từ nó thương thật và nó cực kỳ dũng mãnh. Chúng ta nghĩ không phải chuyện đơn giản. Trong kinh còn nói khi Bồ Tát nhảy xuống dưới cái vực đấy, chưa chết, mà con hổ nó đói quá, nó cũng không thể tự ăn được Bồ Tát. Bồ Tát lại còn lấy cái cây tre để rạch tay mình ra cho con hổ mẹ nó liếm cái máu của mình để cho nó phục hồi sức rồi nó mới ăn được mình. Chúng ta mới thấy. Đấy, tức là cái tình thương ấy nó vô ngã rồi, thưa đại chúng. Đấy, cho đúng là thương người như thể thương thân là thật đấy. Là phải hàng Bồ Tát mới có được cái hành động, cái tâm như vậy. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta mới kính lễ Phật chứ. À, phải không? Chúng ta mới kính lễ Phật. Là vì thế là chúng ta kính lễ một cái tâm vô lượng như vậy. Cái tâm không còn phân biệt ta và người, ta và vật, thực sự một cái lòng từ bi vô lượng. Và như vậy mới tròn được công hạnh của một vị Bồ Tát, mới có thể thành Phật được, thưa chúng. Cho nên Thầy vẫn nói là tất cả chúng ta đều sẽ phải đi qua con đường này hết đấy. Ai trong đây rồi cũng sẽ phải có ngày xả thí thân mạng mình. Cái thân này trước sau cũng phải bỏ mà. Phải không? Nếu bỏ nó trở thành cái thân thối thì đúng là hơi vô giá trị đấy. Và còn bỏ nó mà cứu được nhiều người thì cũng giá trị đấy. Trên các Bồ Tát thì chắc chắn những cái thứ trí tuệ ấy các ngài có thừa hết rồi. À, cái thân của các ngài trở thành một bài học vô giá cho chúng sinh, và để khẳng định với chúng sinh, với tất cả chúng sinh rằng có những con người sẵn sàng hy sinh mình để vì chúng sinh. Chứ còn ở đời này đại chúng thấy chúng ta ích kỷ lắm. Con người chúng ta cực kỳ ích kỷ. Nói bây giờ, cho nên chúng ta mới thấy bảo bây giờ chúng ta tin rằng có một người tốt khó lắm. Một người mà hết lòng vì chúng sinh, một người cả một đời vì nước, vì non là khó lắm, thưa đại chúng. Đúng không? Rất khó. Thế nhưng mà hành động của Bồ Tát để cho chúng ta thấy vẫn có những con người như vậy đấy. Và đấy là sự thật. Cái việc làm của Bồ Tát không phải việc tầm thường, không phải cái việc tính toán, mà tất cả nó xuất phát từ cái lòng từ bi, lòng từ ba la mật của Ngài. Và cái việc làm của Ngài ấy nó là một tấm gương sáng soi cho tất cả những ai sau này thực hành Bồ Tát Đạo để đi đến quả vị Phật. Và đều phải như vậy ấy. Và như vậy nó mới thật sự là xây lên được cái tình thương yêu trong cái pháp giới này. Có những con người sẵn sàng vì tất cả chúng sinh. Ở trên đời này có những người vì mình đấy, người ta chả là gì với mình, nhưng người ta sẵn sàng vì mình đấy. Và này chúng thấy đấy mới là tình yêu vô ngã. Còn chúng ta, tình yêu chúng ta là tình yêu hữu ngã, vị kỷ. Còn Bồ Tát là yêu thương tất cả, nhưng mà vô ngã, không có cái bản ngã trong đó. Nhé. Yeah.